Hello, xin chào các bạn nha. Và chào mừng các bạn đã đến với cái video tiếp theo của mình. Và hôm nay thì mình lại tiếp tục với cái chuyên mục chính là review cái shop của mình. Đó, cập nhật những cái sản phẩm hiện tại đang còn hàng ở shop mình cho các bạn xem nha. Thì nói chung á là trong thời gian qua thì nói chung mình cũng có lấy hàng về, có nhập hàng về. Nhưng mà đa số là những vật dụng cơ bản thôi, mình quay nhiều cho các bạn xem rồi. Cho nên là mình không quay cái video khui hàng được cho các bạn xem. Đó thì hôm trước mình có nói là mình có một cái đơn hàng lòng rồi đó. Nhưng mà mình đặt từ lâu quá nó chưa chịu về nữa các bạn. Khoảng 1-2 tuần rồi đó mà chưa về luôn. Cho nên là hôm nay mình sẽ review những cái thức ăn cũng như là cái vật dụng hiện tại còn ở shop mình. Đó, các bạn nào cần mua hàng thì có thể ghé qua ủng hộ mình nha. Rồi đầu tiên là cái mình review trước thức ăn đi ha. Rồi, đây là thức ăn ngũ cốc và loại siêu bổ nha các bạn. Cái loại này thì các bạn cho nó ăn thì các bạn khỏi cần mua thức ăn dặm cho nó ăn luôn cũng được. Thì trong đây nó cũng có một vài loại thức ăn rất là bổ, loại thức ăn dặm ở ngoài trộn sẵn trong đây rồi. Đó, thì trong đây nó có cải sâu nha, sâu lớn nè, yến mạch, kẹo trái cây, bánh, kẹo ti ti. Đó, rồi một số loại bánh trái khác nữa, nói chung là rất là nhiều thành phần dinh dưỡng bổ trong một cái bịch như thế. Thì giá nó khá là cao, 39.000 bịch nửa ký nha. Còn những hạt cơ bản như là hướng dương, rồi đậu này, đậu kia rồi đó thì nó vẫn có nha các bạn. Đó, các bạn nào muốn hamster mình mau mập rồi đó thì cho nó ăn loại này. Ngoài ra thì các bạn mà muốn nuôi hamster tiết kiệm đó thì có thể mua cái loại cơ bản đó thôi cho nó ăn cũng được. Cái loại cơ bản này thì nói chung là nó có những cái hạt cơ bản như là hướng dương, đậu xanh, đậu đỏ, đậu đen rồi đó. Đó, và đặc biệt nó không có sâu nha, không có sâu, nó chỉ có những cái hạt cơ bản với lại bánh thôi. Đó, thì bịch này thì 25.000 bịch nửa ký. Đó, các bạn cho nó ăn loại này cũng ok rồi. Rồi ngoài ra thì các bạn có thể mua thêm một vài bịch thức ăn dặm cho nó ăn nữa cũng được. Đó, thì các bạn nào mua nuôi tiết kiệm rồi đó thì có thể mua loại này cho nó ăn và ok. Rồi, ở đây là mùn cưa nha. Mùn cưa này là mùn cưa nén, thì có nhiều khách hàng mua hàng bên mình á thì bảo là sao có bịch nó có nhiều bụng các bạn, bụng bụi á. Thì đây là mùn cưa nén người ta bào từ cái thân gỗ thông ra, cho nên là cũng có bịch này bịch kia nha các bạn. Có bịch thì lá nó rất là sạch, còn có bịch thì nó cũng có bụi khá là nhiều hoặc là dừa dừa đó. Vì thế là các bạn mua thì nói chung cũng hên xui thôi, nhưng mà các bạn lót cho hamster thì vẫn bình thường nha. Tại vì cái bùn mùn cưa này thì người ta đã diệt khuẩn rồi đó, cho nên là các bạn lót rất là sạch. Ngoài ra thì có nhiều bạn hỏi mình là lấy mùn cưa ở mấy cái chỗ làm gỗ đó, thì cái đó mùn cưa đó mình không khuyên các bạn là không nên xài nha. Cái đó là mùn cưa nó khá là dơ á, nó chưa có diệt khuẩn. Ở đây là các tấm nè, các tấm thì có mùi táo, mùi hoa hồng với lại mùi trái cây gì nữa đó, nói chung là cũng có 1-2-3 mùi gì đó. Đó, thì các tấm là giá là 13.000 bịch 1 ký nha các bạn, để có mùi thơm luôn. Đây, giá là 13.000 một bịch 1 ký. Sắp tới giá nó có giảm hay không thì mình chưa biết, giá hiện tại là 13.000. Còn bên này là cát sang. Cát sang thì hiện tại mình có hai màu nha các bạn. Đây là cái màu trắng nhưng mà cũng có một vài hạt màu xanh biển lợt thôi. Đó, kỳ trước thì mình mua về cái loại màu trắng đó, nhưng mà kỳ này nó hết rồi. Kỳ này thì nó nhập hàng về thì nó có màu xanh lá nè các bạn. Đó, có nhiều bạn hỏi mình là có cát sang là màu màu không đó, thì kỳ này mình về thêm màu nha. Cát sang bi 12.000 một bịch 1 ký. Bi này là bi loại lớn nha các bạn, còn loại nhuyễn thì chắc kỳ tới mình mới về thêm. Rồi, sang bên này là cát Ấn Độ. Đó, cát Ấn Độ thì theo mình thấy là cái hạt cát của nó sẽ mịn hơn và nhỏ hơn cát bút đi trắng nha. Đây là cát bút đi trắng nè, bút đi trắng thì nó mắc hơn nhưng mà cái hạt cát của nó sẽ to hơn nha các bạn. Đó, Ấn Độ thì các bạn nào mà xài cát cái loại này thì các bạn có thể xài cát Ấn Độ thử trước, giá nó rẻ, 25.000 bịch 1 ký. Còn bút đi trắng là 29.000 bịch 1 ký nha. Và bên này là mùn cưa thơm. Mùn cưa thơm các bạn đã biết rồi, cái tẩm mùi thơm, bịch 15.000 nửa ký nha các bạn. Rồi, bên này là thức ăn dặm luôn nè, mình sẽ review từ bên này qua nha. Rồi đây là giấy lót gypsy nha các bạn. Đó, cái giấy này thì mình thấy các bạn hay mua về để lót cho mấy con chuột con đó. Đó, tại vì cái giấy này nó không có bụi, với lại nó hút ẩm rất là tốt luôn, hút nước tiểu rất là tốt luôn. Đó, sẽ rất là thích hợp cho với bạn nào mà nuôi chuột sinh con rồi đó. Đó, thì các bạn lót cho mấy con chuột mẹ nó làm tổ nha. Một bịch như thế là 20.000. Đó, mình chiết ra bịch nhỏ, các bạn nào mua cây một ký hay gì đó thì các bạn có thể liên hệ mình sẽ bán giá hợp lý luôn. Đó, còn đây là nhà trứng khủng long. Bên này thì bình nước nè,
bình nước 500ml dành cho thỏ bọ đó. Các bạn nào mà nuôi thỏ bọ và ú thì có thể ghé qua ủng hộ mình đó. Bình nước còn rất là nhiều, mình để ở ngoài kho rất là nhiều luôn nha. Đấy, bình 500ml như là giá là 55.000 bình đó. Rồi, cái này là mày răng. Mày răng thì kỳ này mình còn cái loại mày răng hương trái cây nha các bạn. Đấy, nó có cái mùi trái cây sẽ kích thích mấy con chuột của bạn nó cạp nhiều hơn đó. Mày răng thì giúp mấy con chuột nó mài cái răng của nó để răng của nó không có dài quá nha các bạn. Thì chuột là loài nhắm nhắm mà răng nó dài ra thường xuyên á. Ở bên này chúng ta sẽ có bình nước 125ml dành cho các dòng hamster cũng như là sóc. Đấy, sóc thì nó uống loại này hợp lý hơn loại 500ml nha các bạn. Bình chân không nè, chân không thì các bạn nuôi tách từ đó có thể mua loại này. Rồi, bên trong này thì cái bình 80ml, loại này thì các bạn ủng hộ nhiều nhất luôn. Thì cái bình này giá nó hợp lý, có 25.000 bình thôi. Và 80ml thì các bạn nuôi 2 con thì chắc cỡ khoảng 1 tuần các bạn thay 2 lần là vừa. Còn cái bình này 125ml thì để được nhiều nước hơn. Rồi, và đây là chai khử mùi. Chai khử mùi này hình như là mình cũng có làm một cái video review riêng về cái chai khử mùi loại mới này bên mình rồi. Đó. Cái chai này thì nó có hai mùi hiện tại nha các bạn. Đây là mùi hoa hồng. Trên này thì mình có ghi công dụng cũng như là cách sử dụng đầy đủ cho các bạn luôn. Các bạn có thể đọc qua và các bạn sử dụng áp dụng theo thì sẽ xài được, đảm bảo an toàn cho mấy con chuột của bạn nha. Cái lọ này thì vừa diệt khuẩn vừa khử mùi và không gây hại đến da tay của các bạn nha. Và đây là hương chanh nha các bạn. Rồi qua bên này thì sẽ là thức ăn dặm nha các bạn. Đây, mình, thức ăn dặm thì nói chung là mình còn rất là đầy đủ, không có thiếu nha. Chỉ có thiếu lòng với lại đồ chơi rồi thì mình thiếu thôi. Chứ thức ăn có đầy đủ hết. Đây, trái cây sấy, bịch nhỏ 5.000, khi châm bịch nhỏ 5.000 luôn. Bên trong này là cúm gạo, một bịch hình như là 120g đó các bạn. Bịch rất là to luôn, chỉ có 10.000 thôi. Đó, các bạn chọn bịch này vô chắc đầy nguyên hũ thức ăn của bạn luôn á. Con chuột nào mà nó thích ăn cúm gạo thì các bạn có thể mua loại này thêm chọn chung cho nó ăn nha. Còn đây là bò cuộn nè, đấy sushi bò cuộn luôn nè. Đấy, cái loại này thì nó thơm vị thịt rất là nhiều. Thì thấy là mấy con chuột nó cũng khá là thích ăn nha các bạn. Ngoài ra thì có bánh trứng nè, bánh trứng gà nè. Đó, snack bánh trứng gà và bông. Đây là hình như là bông cúc hay gì nè các bạn. Không phải bông cúc nha, cái này là bông sen nha các bạn. Đó, cái loại này thì sấy khô giúp cho hamster ăn giảm stress nè. Đó. Đây là kẹo sữa dê. Cái loại này là của Thái nha các bạn. Một bịch như thế là 10.000. Đấy, nó giá nó hơi cao nhưng mà nó phần dinh dưỡng rất là nhiều. Mỗi lần các bạn cho nó ăn thì cho nó ăn một viên thôi và nó cạp khá là lâu luôn á. Đây là loại viên kẹo sữa. Và đây là kẹo trái cây ti. Đó, trái cây. Rồi, đây là mày răng, rau củ nhưng mà bịch nhỏ nha các bạn. Mình thấy có nhiều bạn mua loại 10.000, bịch lớn 10.000 á thì nó ăn không hết, cho nên là mình có loại bịch nhỏ luôn. Đó, bịch nhỏ thì nó phân nửa bịch lớn giá 5.000 bịch. Đây là bịch lớn nè. Đó, bịch lớn là 10.000 một bịch. Thực ra thì mình còn cá sợi nè các bạn. Đấy, cua sợi thì không có nha, cá sợi thì mình còn. Rồi hướng dương, một bịch 10.000 rất là nhiều luôn. Đấy, các bạn chọn chung thêm cho mấy con chuột nó ăn nha. Rồi mè đen nè, mè đen một bịch 10.000 cũng khá là nhiều luôn nha các bạn. Đó, cái món bổ bổ không à, các bạn có thể mua thêm để mà cho mấy con chuột nó ăn thêm. Rồi, và đây là cành tre, mày răng dành cho chuột hamster luôn nha. Đó, là sóc cũng được, bạn nào nuôi sóc thì có thể đem lấy loại này cho nó mày răng cũng được. Đấy, bánh trái rất là nhiều, bên trong thì mình ở ngoài này mình để cũng hết các bạn, nên là mình để trong mấy cái hũ đó nữa nha. Đó, ở ngoài này là sâu nữa các bạn. Sâu thì mình, các bạn nhiều bạn hỏi mình có sâu lớn không, mà hiện tại không có sâu lớn các bạn, chỉ có sâu nhỏ thôi. Sâu nhỏ thì một bịch như thế là 10.000 luôn. Đó, mình bán thì nói chung là đồng giá 10.000 với lại 5.000, cũng có một vài loại bán giá 5.000 để cho các bạn dễ lựa thôi nha. Đó, còn bạn nào mua nhiều nữa thì có thể inbox riêng, mình sẽ còn có một cái giá hấp dẫn hơn cho các bạn nha. Rồi, táo sấy luôn nè. Đó, rồi bánh xương đồ thì cũng còn đầy đủ hết luôn nha các bạn. Rồi phô mai nè các bạn, phô mai hũ nè. Phô mai là phô mai dạng viên nén chứ không phải là phô mai sữa nha. Đó, phô mai sữa thì mình hết rồi. Ở đây là cây chùm bịch 10.000, rất là nhiều luôn. Đó, cỡ 5-6 chùm gì đó, cỡ khoảng 5-6 chùm đó, tùy theo bịch, mình cân theo ram cho nên là các bạn cứ yên tâm nha. Rồi trên này thì nhà đồ còn rất là ít luôn các bạn. Như mình đã nói đó, mình kêu hàng nhưng mà chưa có, đặt hàng chưa, nó hàng nó chưa có về. Thì đồ chơi chạy rồi thì mình vẫn còn, size lớn cho bia nè, rồi bánh bún in 1 nè các bạn, vẫn còn. Loại bằng mica này thì nó bền hơn.
Đấy, giá nó cao hơn tí nhưng mà nó bền nha. Thì ra thì mình có cái lỗ queo này nè các bạn, queo gắn lồng. Đấy là tốt nha các bạn. Lỗ này nó chạy rất là im và nó sẽ độ bền nó rất là cao luôn. Đó. Ở đây là một số cái cầu thang với lại nhà đồ bằng gỗ phơm cho mấy con chuột nó chơi nha. Cái loại này á, mà nếu như mà chuột của bạn nó không phá thì các bạn xài được lâu. Còn nếu như mà con chuột của bạn nó cạp, nó cắn phá được nhiều quá thì các bạn xài 1-2 ngày thôi sẽ hư nha. Đó, cái loại này đặc biệt như thế, gỗ nó khá là mềm chứ không có phải như gỗ thông, nó cứng nha các bạn. Rồi, bên này thì có nhà tắm nhỏ, nhà tắm lớn nè. Mấy cái này thì bằng nhựa cứng cho nên là hamster nó cắn thì nó cũng khá lâu hư nha. Rồi, nhà tắm cửa tự động, đó, rất là nhiều bạn thích xài loại này luôn, nó đỡ văng cát nha các bạn. Và bồn tắm nè, đấy, bồn tắm thì giá là 30 nghìn một cái như thế này. Đấy, cũng là nhựa cứng luôn, mấy con chuột nó có cắn thì nó sẽ rất là lâu bị hư. Bên này nhà gỗ, một số mẫu nhà thôi, và cái chân đế, bình nước. Đó, dành cho những bạn nào mà xài hụt kính rồi đó, là hụt mica rồi đó, không có chỗ để bình nước đó, thì các bạn phải mua cái chân này. Nhà đấy, kỳ này thì mình có về thêm vitamin pha với nước cho mấy con chuột uống để cung cấp thêm vitamin C, D gì đó. Nói chung là một trong một cái lọ này cũng cung cấp rất là nhiều vitamin khác nhau cho hamster nha. Đó, cái chai cái này là loại của Thái nha các bạn, đây chữ Thái ở đây. Đó, giá là 28.000 một bình, nhỏ có thế các bạn cho nó uống khá là lâu. Các bạn nhiễu 2 giọt nha, 2 giọt vô một cái bình. Nếu như mà các bạn xài bình 80 lít là nhiễu 2 giọt vào đây. Đó, đổ đầy nước, nhiễu 2 giọt vô là vừa. Còn các bạn xài bình 125ml thì có thể nhiễu 3 giọt đến 4 giọt nha, là vừa cho một cái bình như thế này. Đó, và các bạn để cho nó uống. Còn nếu như mà các bạn để khoảng 5 ngày mà nó còn nước nhiều quá thì các bạn có thể bỏ để mà thay lại nước lọc cho nó uống nha, chứ đừng có để lâu quá. Ở đây là chiến ăn, đấy, chiến ăn cũng còn rất là ít, chủ yếu là chiến ăn giá rẻ với là chiến ăn nhựa màu nha các bạn. Lồng thì mình còn vài mẫu này thôi. Đó, lồng đại đồ thì các bạn hỏi mình rất là nhiều nhưng mà không có hàng các bạn à. Lồng thì không biết sao lúc này hàng nó không có luôn các bạn. Đấy, nó không chịu về luôn, mình cứ đợi mãi mà chưa thấy lồng về, buồn ghê luôn các bạn. Ở khi nào nó về thì mình sẽ quay một cái video cuối hàng chi tiết cập nhật về lồng cho các bạn xem nha. Đấy, hiện tại còn những mẫu này, các bạn lấy mẫu nào thì có thể chụp màn hình lại, gửi qua cho mình qua tin nhắn fanpage nha. Thì hiện tại mình bán hàng trên Shopee, web với lại Facebook, thì các bạn có thể đặt hàng qua Shopee cũng được, qua web cũng được, hoặc là nhắn tin trực tiếp qua Facebook thì mình. Đó, mình sẽ tư vấn cách nuôi, các bạn nào chưa biết cách nuôi thì inbox mình sẽ tư vấn cách nuôi cũng như là sản phẩm để cho các bạn mua nha. Đó. Rồi, các bạn mua hàng bên mình thì cứ liên hệ với mình, đường link đồ thì mình sẽ để ở dưới phần mô tả cho các bạn đầy đủ nha. Đó. Các bạn mua hàng bên mình thì cứ yên tâm về chất lượng cũng như là phí ship. Đó, giá cả thì nói chung là hợp lý, không quá rẻ và không quá mắc nha, phù hợp đối với những bạn học sinh rồi luôn. Đó. Rồi gói hàng rồi thì mình sẽ gói kỹ càng đàng hoàng cho các bạn để gửi tay đến các bạn. Đó, hạn chế hết mức cái việc hư hại sản phẩm nha các bạn. Rồi, và cảm ơn các bạn đã xem hết video này của mình, và nếu thấy hay thì quên để lại cho mình một like cũng như là một subscribe để ủng hộ mình ra nhiều video cho các bạn xem nha. Xin chào các bạn và hẹn gặp lại, bye bye.